Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến channel của Đoàn nha. Thì hôm nay Đoàn sẽ quay về cây cam. Hôm nay Đoàn sẽ quay về cái cách mà cắt đọt cam để tạo cơi mới nha các bạn. Thì đây là một vườn cam. Lúc trước Đoàn cũng có quay rồi cho các bạn cùng xem. Đó, hôm nay Đoàn sẽ quay về những cây cam cắt đọt cho các bạn cùng xem để cho vui tham khảo chơi. Thì đây là cái vườn cam đã chuyển sang lá lụa các bạn. Thì những cái lá nó đã già rồi đó, chuyển sang lá như thế này là lá lụa đó. Thì chúng ta sẽ tiến hành cắt để tạo cơi mới nha. Đó, thì như thế này thì chúng ta đã cắt tạo cơi mới được rồi đó. Và tại sao thì chúng ta phải tạo cắt cành để tạo cơi mới? Thì một cây cam thì ít nhất cũng tầm khoảng 6 cơi thì chúng ta mới cho trái. Thì trong quá trình chúng ta trồng thì chúng ta sẽ cắt nhánh tạo cơi. Mà tại sao chúng ta phải làm vậy? Thứ nhất là khi trong quá trình chúng ta cắt nhánh tạo cơi đó, thì trong quá trình đó thì cái cây chúng ta nó sẽ phát triển lớn lên dần, lớn từ từ. Thì trong quá trình chúng ta tạo từ cơi 1 đến cơi 6 tầm khoảng như vậy thì cái cây chúng ta nó đã phát triển. Và thứ hai thì khi chúng ta cắt nhánh tạo cơi như vậy thì trong quá trình đó giúp cho cây phân tán đồng đều và tạo được ra nhiều nhánh đồng đều. Và sau này để mà khi làm bông thì nó sẽ có đạt được cái một cái hiệu quả về cái sản lượng mà chúng ta đạt được và giúp cho cái cây chúng ta là hết được cái khả năng đó để chúng ta mang lại cái lợi nhuận. Rồi thì đây là một cái cam chúng ta chưa có cắt đọt để tạo cơi nha các bạn. Đó, thì sẽ như thế này. Thì khi chúng ta cắt thì chúng ta cắt những cái đọt vướng, đọt phượt đó các bạn. Đó, đọt phượt để tạo những cái mầm đọt mới, tạo những cơi mới để cho nhiều đọt nè. Đó, và sau đó nó sẽ có tạo ra những cái mầm nhánh nhện, đó, nhánh nhện để sau này để mang trái. Thì mục đích tác dụng của chúng ta cắt đọt tạo cơi thì nó sẽ là như vậy. Đó, khi chúng ta cắt thì nó sẽ ra nhiều cái đọt phướng và trong những đọt phướng đó sẽ có nhiều cái đọt cành nhện đó các bạn. Thì những cành nhện đó thì sau này nó sẽ chúng ta làm bông thì sẽ ra bông những cái cành nhện đó để đầu trái. Đó là những cành nhện đó, quan trọng những cành nhện đó để mang lại cái thu nhập cho mình đó. Và đây là cái cây nãy đó, mình bây giờ là sau khi đã cắt rồi các bạn. Thì chúng ta sẽ tỉa sao cho đồng đều thôi các bạn ơi. Giống như mình tỉa mai, tỉa tàng thông vậy các bạn. Nó cho đồng đều để sau này phân nhánh chia ánh sáng đồng đều, nhìn cái cây cho nó đẹp hơn đó các bạn. Trong quá trình khi cắt cây đọt thì ai mà kỹ á, thì các bạn nào kỹ á, thì khi cắt mà chúng ta có gặp những cái lá đọt bị ghẻ, bị sâu bệnh này kia các bạn, thì chúng ta nên gom lại. Đó, chúng ta gom lại một chỗ để chúng ta đốt hoặc là để rời ngoài đó các bạn, để mà chúng ta sẽ tránh cái lây lan. Tại vì khi chúng ta cắt là nằm ở dưới gốc thì nó có thể là mang những mầm bệnh từ ở dưới lên cái cây của mình nha các bạn. Thì cái đó mình chỉ kỹ thôi. Thì trong quá trình chúng ta cắt thì khi cắt thì không có thể nào mà chúng ta không có thể nào mà tránh khỏi cái trường hợp mà cắt vào phạm vào lá như thế này các bạn. Đó, vì chúng ta cắt thì cắt nhanh đó, thì nó sẽ có trường hợp cà phạm vào lá. Thì trường hợp này thì mình cũng nói là trường hợp để mình kỹ thôi đó, mình làm kỹ thôi. Thì khi cắt thì chúng ta sẽ cắt tương đối là tránh trường hợp để vào phạm vào lá, để tránh tổn thương cho cây. Thì cái cây cũng giống như người mình thôi các bạn đó. Thì chúng ta sẽ cắt tránh trường hợp nào vào lá chứ tránh thì không khỏi đâu các bạn. Thì khi cắt thì chúng ta sẽ không tránh khỏi việc đó ha. Cái này thì chúng ta sẽ kỹ càng thì để sẵn hướng dẫn cho các bạn luôn. Và khi cắt thì chúng ta sẽ cắt xéo đó, các bạn đút cái keo kéo cắt vào cắt xéo đó. Khi cắt xéo thì nó sẽ góp phần là cái vết thẹo ấy khi nó sẽ không bị đọng nước các bạn, nó sẽ nhanh khô nhanh ráo, thì nó sẽ tránh được mầm bệnh các bạn, nó tấn công vào những vết cắt giống như tay chân của mình. Thì khi mình bị vết thương thì mình sẽ khử trùng này kia đó, mình giữ không cho bị ướt ẩm ướt nó khô ráo thì vết thương sẽ mau lành. Thì cái cây nó cũng sẽ tương tự như vậy nha các bạn.
sau đây là những cái điều mà chúng ta cần lưu ý này các bạn. Thì khi chúng ta cắt thì chúng ta cắt nên cắt đồng loạt, chậm nhất tầm 1 đến 2 ngày nha các bạn. Để cái quá trình chúng ta cắt đồng loạt là dễ cho chúng ta quản lý cái quá trình mà xịt thuốc và quản lý quá trình mà sâu bệnh nha các bạn. Và trước khi cắt thì chúng ta có thể là sử dụng những sản phẩm hỗ trợ giống như là để tạo cơ đọt các bạn, thì chúng ta sẽ dù rải phân hay là sử dụng những sản phẩm gì đó thì có thể trước tầm 2 hoặc 3 ngày đó, 1 2 3 ngày vậy đó, để cho khi chúng ta cắt thì nó sẽ tạo những cái mầm mới nhanh nha các bạn. Và sau khi cắt thì chúng ta có thể là phun hỗ trợ những cái sản phẩm mau lành thẹo các bạn, để tránh những trường hợp là bệnh nấm tấn công và những cái vết thương vết cắt nha các bạn. Và khi những cái đọt mất các bạn nó mọc ra các bạn, thì chúng ta có thể hỗ trợ những sản phẩm là kéo cơ đọt đó, và những sản phẩm để mà mình bảo vệ cái cơ đọt tránh nhện đỏ sâu rầy tấn công nha các bạn. Thì cái khu vườn này thì chúng ta đã cắt xong rồi đó các bạn. Thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Đây chỉ là cái kinh nghiệm chia sẻ của riêng đoàn thôi nha. Thì các anh chị nào đi trước hoặc là có kinh nghiệm thì hãy bình luận bên dưới để đoàn rút kết kinh nghiệm nha. Chúc các bạn có một buổi xem video thật vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video của đoàn nha. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.